Khi chơi trò gì đã? Màu gì nữa? Có màu cam không? Có màu cam mà. Đúng rồi đó. Mắt nó màu gì? Đúng rồi. Đuôi thì màu gì? Màu gì? Có màu gì nữa? Màu đen rồi nè, một nè. Màu gì nữa? Đúng là hai rồi nè. Màu gì nữa nè? Màu gì? Chính xác luôn các bạn ơi, cho Mickey 10 điểm. Rồi bạn phi hành gia đó màu gì đó? Màu gì? Nó rồi là nó dưới rồi hay sao? Đây đây nó dưới. Trời ơi.